Hey, xin chào các bạn. Vừa rồi là nguyên một cái bài đờn mẫu cho cái bài liền ngón số 11 của dân học đàn nhà mình. Ok, trong cái đoạn đờn mẫu vừa rồi như là mình có đờn sai một chỗ, đờn đờn sai một chỗ, đố các bạn tìm ra comment ở dưới giùm mình ha. Okay, vì đây chỉ là cái video hướng dẫn thôi cho nên mình cũng chỉ đờn ở tốc độ vừa phải cho các bạn tiện theo dõi và luyện ngón tay theo, không nhất thiết phải đờn quá nhanh. Đờn ở tốc độ đó mà mình còn đờn lỗi đó thì cái bài này các bạn cần biết là nó rất là lê thê và nó rất là dài, nó rất là tùm lum tùm la ngôn từ để diễn đạt hết. Ok chưa? Nếu mà các bạn đề được nhanh hơn cái đờn mẫu vừa rồi và đúng hết hoàn toàn 100% thì rất là tốt, nhưng mà mình biết là các bạn hầu hết cũng chỉ đang luyện tập thôi, không phải là biểu diễn, cho nên là cứ tập một cách chậm rãi và thoải mái, tốc độ nhanh là chưa có ưu tiên ha. Trước khi vào bài này thì các bạn cũng nên ngồi gõ ngón tay trong khi nghe mình chém gió giống vậy nè, như thường lệ ha. Nhớ gõ bằng phần thịt nha, không gõ bằng phần móng nha. Gõ bằng phần móng tay là nó rất là đau và nó dẫn đến đàn bị vấp đó. Như vậy mình được gọi là đang làm ấm ngón tay, như kiểu lúc ấy vận động viên thể thao họ phải khởi động trước khi nhập cuộc á. Thì mình ngồi gõ ngón tay giống vậy là mình đang khởi động cho ngón tay mình ha. Cái series video này được dựng nhằm giúp các bạn, thứ nhất là tăng độ chính xác nè, thứ hai là tốc độ và thứ ba là sự độc lập của các ngón tay. Ba yếu tố này gộp lại thành một trong những cái năng quan trọng nhất của người chơi đàn piano, organ hay là keyboard. Việc này ai cũng phải tập hết, kể cả người mới bắt đầu học đàn hay là thành thạo bậc thầy như là Lan Lan, Richard Feynman hay là Yiruma. Nên các bạn cứ thoải mái tập, không cần phải áp lực chính mình là mình phải giành đỉnh cao như các bậc thầy mà các bạn theo dõi trên video ha. Các bạn nên biết là các bậc thầy họ đã dành cả đời để luyện tập để chơi được cái bài mà các bạn nhìn thấy, các bạn theo dõi, chứ không phải là họ đờn, họ ngồi vô một cái họ đờn được liền đâu nha. Cho nên là cứ thoải mái luyện tập thôi, không có vấn đề gì. Luyện hết series video này thì bảo đảm các bạn sẽ thượng thừa luôn trong việc điều khiển các ngón tay của mình vào điều khiển nhiều việc khác nhau, không chỉ là chơi đàn mà còn trong cuộc sống, trong công việc nữa ha. Rồi không chém gió nữa, vô nội dung thôi. Mình báo trước là nội dung cái bài này nó khá là dễ, nó rất là dễ. Tuy nhiên nó hơi dài và nó tùm lum tùm la hết ở trong. Các bạn cần phải kiên nhẫn, giữ bình tĩnh và trong khi tập đừng có nổi nóng nếu mà tập sai hoài, tập đờn sai hoài. Bởi vì mình luyện tập là mình cho phép mình đờn sai mà các bạn, mình đâu phải đang biểu diễn đâu. Ok ha. Hiệu quả của bài luyện ngón số 11 này thì cũng tương tự như bài số 10 trở về trước, là để cái ngón tay hoạt động độc lập riêng lẻ. Đặc biệt là trong cái bài 10 này mình sẽ luyện hai cái ngón này. Chủ yếu là mình luyện hai ngón này, bởi vì hai ngón này là hai ngón yếu nhất trong cả hai bàn tay, hai ngón đeo nhẫn với lại ngón út là hai ngón yếu nhất, và cái bài này là mình luyện tập sao cho hai cái ngón này nó đờn bằng với những cái ngón mạnh khỏe hơn. Ok chưa? Cái mẫu của bài này á, như hiển thị thì mình đã rút gọn nguyên cái ô nhịp thành hai nốt cho nó dễ nhìn và nó không có rối mắt, chứ đúng ra là nguyên một ô nhịp nó có hai nốt đó và nó lặp đi lặp lại 16 lần cho tới hết ô nhịp rồi qua ô nhịp tiếp theo. Nhưng mà nó như vậy thì nó nhìn nó rất là rối mắt, cho nên là mình tóm gọn lại hai nốt thôi cho các bạn dễ nhìn, hai nốt và là hai ngón chủ yếu để tập trong cái ô nhịp đó ha. Các bạn đừng có bắt lỗi xếp nhạc nha, này mình xếp mình rút gọn lại đó. Nếu mà các bạn có căn bản về lý thuyết âm nhạc thì các bạn có thể nhìn ra liền và thị tấu luôn. Còn nếu mà chưa thì các bạn có thể nghe hướng dẫn và làm theo. Nhớ là hai tay đàn nội dung y chang nhau nhưng mà các ngón tay thì khác nhau. Việc các bạn cần làm là nhớ được cái mẫu, rồi sau đó di chuyển từ cái mẫu đó từ đô này lên tới cái rê trên này, xong ngược về cái đô dưới này. Ok chưa? Sở dĩ cái bài này mình đờn nguyên bài là bởi vì nó tùm lum tùm la hết, nó không có một cái nguyên tắc nào hết để mình tóm gọn lại cho các bạn. Chỉ có một cái nguyên tắc là trong bộ ô nhịp đó đờn hai nốt đó bằng hai ngón đó liên tục cho tới khi hết ô nhịp, xong rồi qua ô tiếp theo là hai nốt khác và hai ngón tay khác của hai bàn tay. Ok chưa? Cái nguyên tắc của bài này là vậy, và cái cấu trúc của cái bài này nó cũng không có cái nguyên tắc nào hết trơn luôn, nó chỉ là hai hai nốt đừng đi đừng lại, đừng đi đừng lại bằng hai ngón nào đó. Ok chưa? Cái nguyên tắc nó là vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô cái ô đầu tiên ha. Cái ô đầu tiên như các bạn nhìn thấy là cái hai nốt đồ rê, bên tay phải là đồ rê, hai ngón này bên tay phải thì nó quá là ok các bạn rồi, hai ngón này là hai ngón khỏe. Tuy nhiên bên tay trái sẽ là hai ngón này, hai ngón yếu nhất, hai ngón khỏe nhất bên tay phải đi với hai ngón yếu nhất bên tay trái. Việc
của tay phải là phải giảm tốc độ lại để cho hai cái ngón bên tay trái nó đi theo cho kịp, được chưa? Hai ngón này đờn rất là nhanh rồi, nhưng mà hai ngón này của tay trái làm sao đờn nhanh được giống như vậy, ok chưa? Khó, không thể. Mình tập đờn nhiều năm rồi mà mình còn chưa có làm được, cho nên là các bạn cứ yên tâm thoải mái đi. Việc của hai ngón này là giảm tốc độ lại để cho hai này nó theo kịp, được chưa? Hai này nếu nếu mà đi một mình thì rất là nhanh, nhưng mà hai ngón này đi một mình không thể nhanh giống vậy được, đúng chưa? Hai này, cái việc của mình trong cái bài này là từng cặp nó phải tốc độ nó đều nhau, được chưa? Có thể là hai cái ngón nào đó rất nhanh thì các bạn có thể đi cái ô đó nhanh, nhưng mà cái ô nào mà hai ngón yếu nhất đi với hai ngón mạnh nhất thì hai ngón mạnh nhất phải giảm lại để hai ngón này nó đi theo kịp, được chưa? Nó phải đồng bộ vậy, ok chưa? Bây giờ sẽ là ô nhịp đầu tiên nè. Bên tay trái là ok chưa? Hai tay rồi, qua ô thứ hai đó. Mỗi ô nhịp thì mỗi tay sẽ đờn 16 nốt, hai tay cộng lại sẽ đờn 32 nốt cùng lúc. Chẳng hạn như tay phải nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 16. Hấp. Tay trái nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 16. Hết. Hai tay nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 6. Hết. Qua ô thứ hai. Mi re 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 mi re. Hết. Qua ô thứ ba. 7 8 9 11 2 3 4 5 6. Hết. Ô thứ tư. Rồi, cái ô nhịp mà nốt mi nốt rê, cái ô nhịp thứ 1 2 3 4 5. Cái ô nhịp thứ 5 á, từ bên trái qua á, thì các bạn sẽ vứt cái ngón giữa qua bên, kéo hai ngón này lên để đờn rê mi rê. Rồi bên tay trái cũng vậy, vứt ngón giữa qua bên, kéo hai ngón út với ngón út lên để đờn cái nốt mi rê, được chưa nè? Cái ô nhịp thứ tư nè. Rồi vứt ngón giữa qua bên, đờn hai ngón này mi rê mi rê mi rê mi rê mi rê mi, làm vòng mới, đúng chưa? Mi rê mi rê mi rê mi rê mi rê mi rê. Rồi tiếp tục mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa, nó đơn giản vậy thôi. Son 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 son. Rồi mi fa, được chưa? Các bạn đi vòng vòng hết cho tới khi nào mà cái ngón út của các bạn nó đờn cái nốt rê, là cái ô descending màu vàng mà các bạn nhìn thấy á, là mình sẽ vô cái ô đó, là cái ô bắt đầu đi ngược về đó. Bây giờ mình sẽ đờn luôn cái ô trước nó để cho các bạn dễ dễ hình dung ha. Mình đang ở đô đô rế nè, đô rế đô rế đô rế đô rế, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cũng 16 nốt luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 16. Rồi, hết cái ô nhịp 4 5, cái ô nhịp phía trước, cái ô nhịp descending á, thì bây giờ sẽ là ô descending nè, 4 3. Đô si, đô si, đô si, đô si, đô si. Đô si, đô si, đô si, la 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 son, la son, la son. Chạy chạy ngược về tới đây. Ok chưa các bạn? Cái bài này nó dễ cũng không dễ, mà nó khó cũng không khó, nhưng mà nó rất là phức tạp. Bởi vì các bạn phải liên tục nhìn coi cái ô đó là hai nốt gì và dùng cái cặp ngón tay nào, được chưa? Chẳng hạn như cái ô descending á, cái ô đầu tiên của descending là ô 43. Ô 43 á là 43, ở phía trên các bạn nhìn thấy là bên tay phải nha. Hai tay nè, 1 2, ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3, ngón số 4, ngón số 5. Thì cái ô nhịp descending là 43 bên tay phải, nhưng mà là 23 bên tay trái, 1 2 3 4. Nghĩa là bên tay phải là đờn 43, nhưng mà bên tay trái là đờn 2 3. Đúng chưa? 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3. Xong rồi qua cái ô tiếp theo lại ngược lại, bên tay phải là 2 3 2 3 2 3, bên tay trái là 4 3 4 3 1 3. Đó, 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 vậy đó. Rồi qua ô tiếp theo là 2 1 4 5 2 2 1 4 5. 2 1 2 1 2 1 4 5 4 5 4 5 4 5. Được chưa? Xong cái ô qua ô tiếp theo nó lại đổi
đổi ngược lại, nó lại đổi bên tay phải là 5 4 5 4, bên tay trái là 1 2 1 2. Các bạn cứ tập theo từng ô từng ô từng ô vậy, cứ từ từ tập. Cái bài này nó không có tập nhanh được liền đâu các bạn, các bạn cứ tập cách rất là từ từ, làm sao để cái mục tiêu của bài này là làm sao để hai cái ngón yếu nhất nó đi cặp với hai cái ngón mạnh nhất, và hai và cái cặp đôi này, hai cặp đôi này á, nó phải đi cái tốc độ giống nhau, bằng nhau và đồng bộ với nhau. Cái đó là cái yêu cầu của bài này, chứ không phải là cái bài này đờn càng nhanh càng tốt. Tất nhiên là phải đờn càng nhanh càng tốt rồi, nhưng mà đờn càng nhanh càng tốt mà phải đúng, chứ không phải là đờn càng nhanh càng tốt. Thí dụ như như mà nãy mình thì mình minh họa đó, hàng này riêng thì đờn rất nhanh, nhưng mà hàng này thì không thể theo kịp hàng này, đúng chưa? Hàng này đâu thể theo kịp, cho nên là hàng này phải giảm lại để cho hàng này bốn bốn thằng đờn giống như nhau, đồng bộ. Cái yêu cầu của bài này là đồng bộ, chứ không phải là đờn càng nhanh càng tốt cho một 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 cặp, mà là phải hai cặp đờn càng nhanh càng tốt, được chưa? Thí dụ như là hai ngón này bên tay phải và hai ngón này bên tay trái thì đờn ở tốc độ nhanh hơn cái cặp vừa rồi là chính xác, tại vì hai này cũng mạnh và hai này là mạnh, được chưa? Hai này thì có thể đờn rất nhanh và hai này cũng cái hai cặp này cũng đờn rất nhanh, nhưng mà hai cặp này thì không thể nhanh giống vậy được, bởi vì hai này rất yếu. Bảo đảm là tay ai cũng vậy hết, chứ không chỉ riêng tay mình đang hướng dẫn cho các bạn đâu. Yên tâm đi, trên thế giới này chỉ có vài người là hai ngón này mạnh thôi, và mà vài người đó là những bậc thầy mà các bạn hay thấy tập trên cái video biểu diễn của họ đó, cho nên là các bạn cứ như dùng họ làm hình mẫu để tập theo ha, mình cũng dùng họ làm hình mẫu đó, cứ thoải mái tập đi, ok chưa? Rồi cái bài này thì nó cũng cái ô descending, cái ô mà chạy ngược về nó cũng không có gì đặc biệt hết, nó chỉ lên cái nốt rê rồi xong nó chạy ngược về theo từng cặp ngón tay. Các bạn cứ tập một cách thong thả và thoải mái ha. Cái mỗi ngày chừng 30 phút, thì cái ngày mà các bạn đạt được cái tốc độ phù hợp cho từng cặp ngón tay, từng cặp ngón tay sẽ đến, được chưa? Và sau khi đạt được tốc độ phù hợp cho từng cặp ngón tay rồi thì làm cho cái tốc độ đó càng ngày càng nhanh lên. Đó là cái yêu cầu của bài này, chứ không phải là yêu cầu là vừa vô phát đờn rất nhanh, ok chưa? Tất nhiên là ví dụ như mình không có năng khiếu thì mình phải chịu mất thời gian nhiều hơn cái người có năng khiếu rồi, cái chuyện rõ ràng. Người có năng khiếu thì mất ít thời gian luyện tập hơn, được chưa? Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, 100 lần không được thì 1.000 lần, 1.000 lần không được thì 10.000 lần. Cái này là lý thuyết mình lấy ra từ cuốn Những Kẻ Xuất Chúng của Malcolm Gladwell hay lắm các bạn, mình không phải là đang quảng cáo đâu, nhưng mà mình thật sự mình thú thật là cái bài này, cái cuốn này nó rất hay, nó sẽ luyện cho các bạn cái tính kiên nhẫn đó. Yên tâm, cố gắng lên các bạn, ngày các bạn thành công sẽ đến, và bắt buộc phải có luyện tập thì mới có thành công nha. Cái thằng thành công nó không có nhảy đến trước mặt các bạn, nó kêu là ê tao là thành công nè, tao đến với mày rồi nè, mày thể hiện tao đi, không bao giờ có đâu, tỉnh ngủ đi ha. Không ai trên đời này thành công mà không qua luyện tập hết, kể cả các bậc thầy như là Ronaldo, Messi hay Giroma, Lang Lang, Richard Lederman, tất cả đều phải luyện tập hết. Không ai mà không luyện tập mà tự nhiên trở thành siêu sao hết á, ok chưa? Ưu tiên là phải làm đúng trước rồi mới làm nhanh nha, y như kiểu hồi nãy mình nói đó. Hai ngón này không thì đờn rất nhanh, nhưng mà hai ngón này thì không thể nhanh giống như hai ngón này được. Cái mình muốn các bạn làm là hai cái cặp ngón này nó phải đờn ở tốc độ đồng bộ với nhau. Hàng này có thể chậm tí và hàng này cần phải nhanh lên tí để nó đồng bộ nhau, ok chưa? Đó là cái mục tiêu cho bài này. Các bạn cần phải kiên nhẫn để thoải mái với từng cặp ngón tay trong bài này ha. Cố lên các bạn. Rồi, xong cái nội dung này thì chuyển qua bài tiếp theo ở cái video hiển thị. Mong các bạn cho một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. See you again.